phép nhân 12 với 19. Thì ngoài cách thông thường ta làm như sau. Đầu tiên ta lấy 1 nhân 1 là 1 các bạn đặt đây. Rồi lấy 9 nhân 2 là 18 các bạn đặt đây. Rồi lấy 2 cộng với 9 là 11. 11 thì các bạn đặt đây. Rồi cộng lại lần nữa đây. Đây là 8, 1 cộng 1 là 2. 228 các bạn nhé.